Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì trong lớp offline mình có tiến hành cạo bớt lông cừu đi nè. Chúng ta đã cạo sạch bách chúng nó luôn. Và mình cũng có giết cho nó rộng cái chuồng ra, cũng như là giết mấy con bò, con heo và con gà luôn. Ở đây thì nhựa mình cũng có trải ra ngoài này luôn nè. Nhưng mà vẫn chưa đủ black wool. Và cái đường nó cũng được kéo dài ra ngoài kia luôn nha các bạn. Để bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống tầng 1 và lấy kiến cái đã. Đi xuống tầng 1. Ô, cái cầu thang nằm bên đây. Làm tôi đi lộn. Trời ơi. Lâu quá không đi mấy cái này. Ok, mình có để kiến ở bên đây nha các bạn. Mình đã cho nấu rất là nhiều luôn. Đợt trước thì chúng ta lấy từ cái lò bên kia, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy từ cái lò bên đây. Cắt lại mấy cái miếng steak này đi. Ok, kiến rất là nhiều luôn. Đây, bên đây còn một mớ kiến nữa nè. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh tiếp tục một em khủng long. Có thể là một em ăn cỏ thôi. Mấy con ăn thịt từ từ chúng ta sẽ phân loại, cũng như là chia chỗ cho chúng nó ở, chứ không có để gần mấy con ăn cỏ này được. Rất là nguy hiểm luôn. Ok, thì bên đây nó có một cái kiến trúc rất là độc đáo. Khi mà mình cắt lông cừu đó các bạn, mình cắt lông cừu ở trong chuồng và cũng như là cắt ở ngoài đây luôn. Mình đi lấy mấy cái túi mật á, nhuộm vô chúng nó rồi mình cắt nó thôi. Rất là đơn giản. Con Reaper này tính nổ tung tao hả? Ây da, mình sẽ vứt hết mấy cái món đồ không cần thiết này đi. Cắt cái cây kiếm này lại luôn đi, để đây chi không biết. Đây, ok, đi vào, coi thử có gì trong đây nha anh em. Một cái khu, một cái túp lều bằng bằng len luôn, và có anh nhân làng ở đây luôn nè, quá xịn. Nhân làng có gì nào? Anh nhân làng đổi cái ancient fern spot lấy emerald. Cái đây là cây dương sĩ cổ đại nha các bạn. Lấy emerald luôn, ghê vậy. Ok, có một cái giường ngủ đây, một cái analyzer và một cái archaeology workbench. Cái này là mình rất là cần đây. Mình sẽ search công thức của cái workbench này nha các bạn. Đây, archaeology workbench không thể chế tạo được. Vậy chúng ta sẽ lấy cái này về. Quá lời luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trồng đá đi lên, nhốt anh nhân làng ở đây chứ không để anh bị zombie tấn công nữa. Ok, ngon rồi. Nhốt lại. Quá xịn luôn. Bây giờ đi về nhà thôi các bạn ơi. Phải như vậy mới ngon chứ. Đi về nhà thôi. Chúng ta sẽ đặt cái workbench vào trong đây nha các bạn. Thì công dụng nó như thế nào mình sẽ cho các bạn biết ngay. Mình sẽ cần mấy cái broken ancient sword này cái đã. Công dụng nó sẽ như thế này. Chúng ta có thể dùng cái này để sửa chữa đồ nha các bạn. Đặt cái này vào đây và đặt mấy cái relic grab. Trời, mém nữa lẹo lưỡi rồi. Đặt vào nó sẽ sửa nha các bạn. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều relic grab đây. Các bạn thấy cái bú không? Đó, nó đang bắt đầu sửa đó. Khi nào nó chạy hết cái đó, nó sẽ tiêu hao mấy cái relic grab của mình tiếp tục. Mình sẽ để ở đây hết luôn nha. Đó, cho đến khi cái cây kiếm này nó sửa xong đấy các bạn. Quá xịn. Cây này thì cái workbench này thì bình thường chế tạo được, nhưng mà tự nhiên ở đây nhóm tác giả đã hủy công thức chế tạo đi rồi, chúng ta phải đi tìm nó, khá là khổ nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành hồi sinh một trong những em khủng long ăn cỏ, đó chính là Therizinosaurus. Đó, đây là em này nha các bạn. Mình có 7 cái hóa thạch luôn. Chúng ta sẽ tiến hành cho nó hồi sinh. Therizinosaurus. Đây, cho nó hồi sinh hết. Quá xịn. Ây da, bấm lộn rồi. Cho một cái bên đây chứ. Mình sẽ lấy một cái cây dương sĩ ra, một cái cây cao cổ đại ra chứ. Chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh hết 7 con này luôn. Ok, trong khi đó mình sẽ chờ cái này nha các bạn. Đó, cuối cùng nó cũng sửa gần xong rồi nè.
Chúng ta sắp có một cái cây kiếm nguyên vẹn rồi. Đây, đây chính là cây kiếm nguyên vẹn của chúng ta đây nè. Ancient Sword, nó không còn là broken nữa. Cái này cây kiếm hả ta? Nhìn nó rất là giống cây đao nha. Bạn có thấy không? Rất là giống cây đao luôn. Cái này cong cong chém rất là hài. Ok, mình sẽ cất cái cây Ancient Sword này vào đây nha. Rồi sẵn mình lấy mấy cái xô gà ra luôn. Mình sẽ cần chế tạo mấy cái nước cốt gà. Thôi ôi, nước cốt gà công thức thì rất là đơn giản luôn. Và cái quá trình chế tạo nó cũng rất là dễ như vậy. Đây, nước cốt gà. Cho mấy cái xô vào hết. Ok, chúng ta sẽ chế tạo từ từ để xem được bao nhiêu nào. Trời ơi, được một stack nước cốt gà thôi. Ok, số còn lại mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này đi. Chúng ta sẽ cất lại mấy cái này hết. Cất lại, cất lại. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây chuồng cho em Therizinosaurus này nha các bạn. Trước tiên mình sẽ cần lấy mấy cái khối này ra cái đã. Chúng ta sẽ lắp cái sàn trước. Cái sàn này thì nó cũng là cái sàn trong trên luôn. Đó, các bạn thấy không? Phần ở dưới móng chúng ta chưa có gì cả. Rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà chúng ta không cắm đúng thì quái nó sẽ spawn rất là nhiều đó. Ok, trước tiên là lắp như thế này cái đã. Lâu lâu nó bị lắc đó các bạn. Chúng ta thấy được mấy cái God Block đi. Đó nữa nè. Thôi nữa nè. Nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ xây tới là được thôi à. Hay, nó tiêu hao của mình rất là nhiều. Rất là nhiều cái red block luôn. Trời ơi. Ây da. Ồ, có con dinosaurus nào nó đã nở rồi kìa các bạn. Ok, bên mặt bên đây mình cũng sẽ tiến hành lắp thêm nha các bạn. Mình mới đi đào mấy cái block này về. Mình đã dãy cho nó bằng phẳng luôn. Để những tập kế tiếp chúng ta phải đỡ phải dãy nữa. Nó làm trước luôn, sẵn lời được mấy block này luôn. Ok. Đó, mình sẽ kéo ra này. Kéo qua bên kia luôn, hy vọng là đủ. Hy vọng là đủ. Mấy lóc nữa thôi. Ô, hết red lock rồi, trời ơi. Thì mình sẽ dùng mấy cái dirt block nhà này nha các bạn. Trời ơi, đang phê. Tự nhiên, tới đây nó hết mất tiêu. Mình sẽ kéo dài ra ngoài này luôn. Đặt cái này đi. Rồi, kéo dài ra, kéo dài ra. Ok, xịn rồi nha. Ngon rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái móng để mà xây chuồng luôn nha các bạn. Thì cái chuồng của chúng ta sẽ xây ở vị trí bên này đi. Cái block chỗ này. Đó. Mấy con này tính mưu xét tao hả? Mình ra ngoài này mình vứt mấy cái thịt thối của nó đi nha các bạn. Đây, rotten flesh. Đó, vứt hết. Đây mình sẽ chia ra là 24. Đó, 24 cái reinforced glass nữa. Cho đủ 25 luôn đó. Mình sẽ bắt đầu kéo dài cái chiều rộng ở trước. Rồi. Ồ, đủ 29 luôn nè. Đỡ mất công. Kéo cái chiều dài luôn nè. Ok, kéo ra thôi. Mình cảm giác mấy cái chuồng này nó hơi bị nhỏ các bạn ơi. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Nó nhỏ cái gì á. À, mình sẽ cần 23. Ây da, gì vậy? Ui, mấy con này ở đâu đi lên quá vậy? Chắc nó ở dưới cái móng của mình đó các bạn. Mình chỉ còn 23 cái reinforced glass. Đó, cho nó đủ. Cái chuồng cái này nó hơi nhỏ nha. Chắc phải cố trong tập nào đó mình sẽ mở rộng cái chuồng này ra hết quá. Ây da, chặt mấy cái cây này đi. Để nó cứ tối tối mấy con zombie nó xuất hiện ghê lắm. Vứt ra hết. Đó. Ây da, da, còn con nữa nè. Chuồng này ở đâu lên đông quá vậy? Vứt hết mấy cái món không cần thiết đi. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục kéo ra nha các bạn. Rồi, kéo tới đây thôi. Bên đây mình cũng sẽ kéo tới đây luôn. Mỗi bên kéo ra 13 là được, là đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ được cái cửa dưới đây. Quá tuyệt vời luôn. À, quá chuẩn luôn.
Ok, sáng mình sẽ mình đang thiếu mấy cái block sắt hả? Tạo thêm mấy block nữa đi. 5 block à, 4 block. Block này nữa là block thứ 5. 5 block vẫn chưa đủ, chúng ta sẽ cần 8 block. 7 block chưa đủ chứ. Cần 8 block thôi. Ôi ôi, trước tiên mình sẽ lên đó, chúng ta sẽ tạo từng tầng cho nó. 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Đó. Cứ tầm như đây là đủ rồi. Ủa, mình thiếu mấy cái work slab luôn nè. Trời ơi, thiếu nhiều quá vậy. Thiếu hơi nhiều nhiên. Sẽ sẵn. Ôi ôi, sẵn xây luôn. Tí đỡ mất công. Rồi, xây thêm hai ô xuống nữa. Đó, chúng ta cứ dùng mấy cái reinforced glass này cho nó trong suốt, nhìn nó rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cần đặt mấy cái đèn bí ngô. Cần đặt tụi nó ở đây. Ây da, dưới đây nhện nhiều quá, rơm nó cũng nhiều luôn. Ồ, ghê quá các bạn ơi. Ây da, 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 cái gì vậy? Ôi, con này kinh khủng đấy. Ồ, con sơ mi nhỏ này. Định mệnh. Ghê quá vậy. Chắc mình sẽ đi ngủ trước cái đã. Tí nữa mình sẽ tiếp tục làm mấy cái này sau nha các bạn. Nó nguy hiểm quá. Đó, chúng ta sẽ lên đi ngủ phát đã. Đi ngủ phát đi. Ai da bấm lộn. Ai, trời nó cũng chưa tối luôn kìa. Định mệnh. Nãy mình bấm lột vô cái đầu giường làm bằng tuyết. Để vậy cho nó mát. Hy vọng nó không buốt ốc. Ok. Trời tối lâu quá các bạn ơi. Mình đang chờ mặt trời lặn để ngủ nè. Chứ không có chỗ kia nó nguy hiểm lắm. Chờ mặt trời lặn một xíu thôi, chúng ta sẽ tiến hành đi ngủ. Rồi, nó lặn hết rồi kìa. Thôi, chờ lại một xíu nữa luôn cũng được. Đi ngủ phát đi, chờ nó sướng. Đó, khỏe re. Ok. Sẵn xuống đây mình sẽ lấy thêm mấy cái iron cũng như là chế tạo một vài cái vật phẩm nha các bạn. Đây, bên đây mình có iron rất là nhiều luôn. Đây nữa nè, iron. Đó, mình sẽ tạo thêm mấy block block iron nữa. Đó, ta sẽ tạo luôn hai cái cửa bằng sắt nha các bạn. Tạo hai cái cửa bằng sắt. Ây da, quá tay quá tay. Hai cái cửa bằng sắt. Ây da, chúng ta sẽ tạo thêm mấy cái feeder cũng như là mấy cái nút bấm nha các bạn. Ở đây. Feeder hạt tà hơi bị hao đó. Mình sẽ lấy luôn mấy cây needle wood này nha các bạn, mấy cái thạch anh địa ngục nè, để chúng ta lắp cái phần trên của cái chuồng luôn đó. Đây, bỏ vào. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo luôn mấy cái slab nha. Wood slab đã thành công rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra đây. Chúng ta đang tiến hành lắp cái này lên. Nó rất là nguy hiểm các bạn ơi. Hãy mình xuống mình dẹp mấy con zombie dưới đây nè. Quá nhiều luôn trời ơi. Zombie nhện creeper. Dưới đây chắc mình còn phải cắm nút ở dưới chứ không để mấy con zombie nó kêu ồn lắm á. Bây giờ mình sẽ đặt trước hai cái check O'Lantern vào đi. Ai ai da, bấm lộn. Check O'Lantern mình sẽ đặt vào đây. Bây giờ mình sẽ chia sổ luôn mấy cây block iron nha các bạn. Chia sổ nó luôn. Đây, block iron đây. Chia sổ 6 block nữa. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, cái thứ hai đây. Chia sổ nó. Phải xài và đồ bằng sắt. Mấy con khủng long nó máy không phá được các bạn ơi. Phải chi mấy cái nút bấm này nó bằng sắt thì luôn thì chúng ta sẽ đỡ. Sẽ đỡ biết là máy. Trời ơi. Đây, tạo thêm hai cái nút nha các bạn. Này phải tạo thêm bốn cái nút chứ nhỉ. Ok, hai cái ở trong và hai cái ở ngoài nha. Đó, bấm đi và đi vô cho nó dễ. Ok, vậy mới xịn chứ. À, phần trên mình cũng chưa ốp luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành ốp cái mấy cái slab ở cái phần trên của cái chuồng nha các bạn. Đây, lên đây, ốp mấy cái slab tiếp tục thôi.
Ồ. Ây da, nó lại double, nó lại bị double click nữa rồi. Em cứ được bị double click hoài. Ai tiếp tục xây, tiếp tục xây thôi. Ai mệt nha. Mình cũng đang hóng chờ em Therizinosaurus này nha. Đây là một trong những em mới được cập nhật trong đây nữa. Tại vì mấy phiên bản trước á mình chơi cái mod Fossil and Archaeology này á, nó chưa có em Therizinosaurus này đâu. Đó. Bây giờ nó mới bắt đầu có thôi. Mình cũng đang hóng chờ coi thử nó là cái con gì đã. Quá xịn luôn. Ok, chúng ta sẽ kéo mấy cái slab này ra. Tút cái này luôn. Kéo ra tiếp, kéo ra tiếp thôi các bạn. Ok, xong rồi. Nó xịn nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ốp mấy cái glowstone. Ốp glowstone vào luôn nha các bạn. Đâu rồi, lấy glowstone ra nào. Glowstone được chisel là neon nha các bạn. Ta sẽ tiếp tục ốp mấy cái này cho nó sáng. Đó. À, giờ bên đây thì không giống qua được. Chúng ta sẽ cắt cái cửa hai ô và đặt một cái glowstone thôi. Lấy cái xẻng ra, cái xẻng mình có siêu thoát mà. Quá đơn giản. Tiếp tục đặt tiếp tại đây. Đặt tại đây tiếp nữa nè. Đó, chúng mình sẽ qua mỗi bên là 7 ô nha các bạn. 7 ô thôi. Bên đây đặt thêm một cái nữa nè. Quên mất. chưa đặt mà đếm đếm như đúng rồi. Rồi, bên đây. Vậy mới ngon chứ. Rồi tới mấy cái phần này chúng ta có thể giống qua bằng những cái block này đi. Hy vọng nó không sai. Đó. Giống theo cái chiều này thì nó khó hơn là giống theo cái chiều chiều rộng các bạn. Đó, là đúng rồi đó. Ok, vậy mới ngon chứ. À da, cái phần đây mình cũng chưa đặt luôn hả? Đặt thêm glowstone vào. Rồi, bên đây thì giống dễ hơn nè. Các bạn thấy không? Nó phân mấy cái ô rõ ràng luôn. Bên đây cũng vậy, sẽ giống dễ hơn. Đó. Bây giờ là chúng ta tới với cái phần lắp những cái vị trí ở phía chính giữa nha các bạn. Đó. Bên đây chúng ta sẽ tiếp tục luôn lắp như thế này. Rồi còn hai cái nữa là đủ. Ok, nằm tại đây luôn. Và một cục glowstone cuối cùng. Xong. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái hồ cho mấy bọn khủng long nó tắm ở đây nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn một xíu nữa nha. Đây, ở đây mình đã tạo xong cái hồ rồi. Chúng ta sẽ đi vào lấy mấy cái trứng của mấy con Terry. Đó, quá là nhiều trứng luôn. Hay da. Mình sẽ chia mấy cái cây này lại đi. Chúng ta sẽ cần thêm xương nữa nè, bột xương. Đó, 9 cái là vừa đúng rồi. Đi qua hồi sinh mấy em Therizinosaurus này thôi các bạn. Đây, cái hồ mình đã tạo xong rồi. Chúng ta phải lắp rất là nhiều thứ ở dưới luôn. Nói chung là ở dưới nó vẫn là lơ lửng thôi, nó cũng chưa có cái phần nền vững chắc. Cái phần nền cho cái hồ là mình để xây xây xuống một xíu á. Đây, ở đây mình chắc mình sẽ đặt mấy cái trứng nó như vậy luôn quá. Đặt mấy cái trứng như vậy luôn. Rồi, chắc qua chỗ này mình sẽ cắm đuốc luôn cho nó ấm. Cắm đuốc lại cho nó ấm. Đó. Ok, Therizinosaurus. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Mười mấy phần trăm rồi. Quá xịn. Phải như vậy chứ. Sẵn mình sẽ xem công thức của mấy cái feeder nha các bạn. Công thức mấy cái bất kịch hả? Ôi, bất kịch thôi. Quá là đơn giản luôn. Chúng ta sẽ lấy cái stone thôi cái đã. Cần 20 cục stone. Đó. Chúng ta sẽ lấy 4 cục là mấy cái nút. Đó, vậy mới xịn. Tiếp theo là gì nữa đây? Kính hả? Kính
bốn cái tấm kính nữa, à bốn cái block kính nữa chứ. Tiếp theo đó là mấy cái xô thôi, quá đơn giản luôn. Đây có một cái xô sẵn đây, nó sẽ tạo thêm hai ba cái nữa là đủ à. Rồi quá đủ rồi. Ok, đây mình sẽ múc nước nha các bạn, tiến hành múc nước. Công thức nó là cái xô không. Định mệnh á. Mình bỏ hết mấy cái đồ vào đây cái đã. Bỏ đồ vào. Ok. Công thức là cái xô không hết ta. Chúng ta sẽ cần chỉ mấy cái iron lock này ra. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ nước ra đâu á. Trời ơi. Công thức là cái xô không mà. Cái xô không mình sẽ cần lấy và đổ hết nước này đi. Trời ơi. Tốn công thì múc nước làm gì không biết. Và đó, đủ 4 cái rồi. Chế tạo luôn 4 cái feeder nha. Rồi, còn lại mình sẽ cất mấy cái món đồ này vào cái crafting backpack của mình. Cuối cùng thì Terry nó cũng nở rồi. Và bọn này nó kêu cái tiếng gì như hắc xì vậy. Bọn này cứ hắc xì hoài. Định mệnh tụi mày. Và nó không chịu xài feeder các bạn ơi. Bọn này có bộ khó nhằn đây. Không ăn bằng feeder hả? Sao kỳ quá vậy? Trời ơi, chán nhờ. Chúng ta phải bón bằng tay thôi. Cho 7 con luôn đó. Kinh khủng. Bón bằng tay cho nó hết. Trước tiên mình sẽ cho nó cái nước, cho nó ăn bằng mấy cái sugar cane này trước cái đã. Tiếp mình sẽ bón nước cốt gà cho mấy con. Hy vọng là đủ. Nãy mình có tạo thêm một mớ nước cốt gà nữa. Tầm 20 mấy lọ nữa, 24 lọ nữa là đủ. Đủ 88 luôn. Ok. Rồi, con này là con mèo ha các bạn. Và con này là con female. Đó, đủ một cặp rồi. Có thể duy trì nồi giống được rồi. Mình sẽ boost nó lên cho nó kinh khủng hơn nữa. Ủa, con này như chim nha. Hình như đây là loài thú các bạn. Thú hay là thằn lằn vậy? Khó hiểu nha. Nó có móng nữa kìa. Mời ơi. Có móng tay đó để làm gì nha. Ôi sao khá là khó hiểu. Đây là tại sao nó lại ăn cỏ nha. Có thể là nó là một trong những động vật ăn thịt đó các bạn. Ây da, nó làm rớt cái nút của mình rồi. Mấy con này ta sẽ bút cho nó tiếp tục nha các bạn. Đây khoa học nó vẫn đang thắc mắc, vẫn chưa xác định mấy con này là ăn thịt hay ăn cỏ, nên người ta đưa ra giả thuyết theo họ hàng của nó. Họ hàng của nó là những con ăn cỏ nên khoa học quy chúng nó vào bọn ăn cỏ luôn. Mình thì khá là thắc mắc khi chúng nó lại có móng như thế này. Và đây là những loài thú có lông các bạn ơi. Thật sự luôn á, đây là thú có lông. Nó vừa lai giữa chim và thú nữa nè. Nhưng mà thực chất nó là thằn lằn các bạn. Khó hiểu nha. Ok, chúng ta sẽ boost nó lên từ từ đi. Để mình sẽ boost nó tiếp tục. Terry, Chino, Charles. Và còn bánh mì chứ. Mình mới đi về chế tạo mà. Sao hết được. Nhìn nó chạy rất là cute luôn. Và nó kêu mấy cái tiếng như là hát xì vậy. Cái bọn này. Nhà boost tiếp tục con này như thế này. Đó, chúng ta sẽ boost liên tục nó luôn. Boost 7 con luôn. Wow, con này cũng nhận bự thiệt. Chiều cao trong game nó có thể cao tới 5 ô nha các bạn. Kinh khủng đó. Con bánh mì nè. Rồi, xịn nha. Và cuối cùng là cái con nhỏ nhỏ này. Chúng ta chỉ còn 10 lọ Xenon Chicken thôi. 10 lọ thì cho mày hết luôn đi con. Rồi, cuối cùng cũng xong. À, cái con đực thì mắt nó cứ quanh cái quần mắt thì nó sẽ màu xanh, và con cái là cái quần mắt nó sẽ là màu nâu bình thường thôi nha các bạn. Chắc là để thu hút đấy.
Thường thường thì những cái con đực á nó hay thu hút thôi. Như con công đực ấy, nó luôn đẹp hơn con cái ở cái phần đuôi của nó. Rất là hay luôn. Quá xinh. À, ngon nha. Mình sẽ trang trí một tí để cho chúng này nó mát, nó được mát mẻ. Còn hai cây nữa thôi. Trồng ở đây và một cây cùng mình sẽ trồng ở đâu đây? Trồng ở đây luôn. Ok. À quên, còn cái cuối cùng nữa chứ. Mình quên. Sáng mình sẽ lấy mấy cái bột xương ra luôn nha các bạn. Nè, mình để ở trong đây. 5 cái bột xương, 5 cục xương chúng ta sẽ được 15 cái bột xương rồi. Đi bút chỗ này lên cho nó tùm cái đã. Khi đói con này có thể ăn được. Nhìn nó ngon nha. Có như vậy chứ. Để sẽ bút. Liên tục bút luôn. Và cuối cùng là phần ở đây đó. Ok, cuối cùng mình cũng đã hồi sinh xong 7 em Therizinosaurus rồi nha các bạn. Và nó rất là cao luôn các bạn nhìn nè. Cao 5 ô luôn. Mặc dù cái chuột của mình là cao 6 ô đó. Ok, thì đó là một vài thông tin về Therizinosaurus. Bên đây thì mình sẽ qua thăm em Parasaurolophus này ở đây nha các bạn. Cái thử bằng nó. Nó có đẻ nè. Nó lại đẻ thêm trứng nữa. Cái trứng nó rung lắc luôn kìa. Ôi, sướng nha. Và bữa này nó thêm một vài cái con Therizinosaurus con nữa các bạn ơi. Hai cái trứng luôn. Cái trứng thì nó không có spawn đây được, tại vì nó khá là gần. Mình sẽ đẩy ra ngoài này cái hả. Nó khá là gần cái reinforced glass này đó. Không có chỗ trống để cho tụi nó nở. Ngon ngon, phải như vậy chứ. Hy vọng. Nó cũng không nở được các bạn ơi. Không nở được thì chúng ta sẽ nhặt nó lên đi quá. Mình nghĩ là nên nhặt nó lên cho nó khỏe. Đó, cái này nó cũng không spawn được luôn. Cứ nhặt nó lên thôi. Mấy em para này xinh xắn. Không có kế hoạch gì cả. Xin một lần một đống con luôn. Chịu sao mà nổi. Ăn đây là sạc điện của tôi chết luôn á. Ok, mình sẽ đặt chỗ này cho nó rộng rãi một tí. Nó thể sinh sản được. Đây, mấy 4% thôi. Quá là đơn giản luôn. Ở đây mình sẽ qua thăm em Ankylosaurus nha các bạn. Ở đây là vẫn là 4 con. Nó có một con này nữa. Wow, chúng ta đã có thêm một em Ankylosaurus. Con thứ 5 rồi. Quá xịn luôn. Trời ơi, nó đẻ mà nó còn giấu nữa. Nó ngụy trang các bạn ơi. Qua bên đây thăm mấy em Stegosaurus thôi nha. Đây. Thế là chúng ta đã có được chuồng của 4 em rồi. 4 em khủng long đều ăn cỏ hết. Thằng lằn ăn cỏ. Ok, bọn này nó phá cây của mình quá nha. Và nó sinh sản các bạn có thấy không? Rất là nhiều luôn. Đúng mà cái con Stegosaurus đực kia nó làm rất là tốt nhiệm vụ của nó đó. Ngon. Bọn này phải mình phải cho nó đi ra chỗ khác các bạn ơi. Đó, đi ra đây cu. Đi ra đây. Cứ phá hoại không thôi. Giờ sẽ lắp mấy cái cây cao cổ đại này lại.
cho nó đỡ mất thẩm mỹ. Ok, xong rồi. Bên kia còn hai cây nữa các bạn ơi. Con này phá nha. Và nó sinh rất là nhiều con các bạn có thể thấy nè. Ủa, nó sinh một đống con luôn. Trời ơi, con này để bảo quá vậy. Nhưng mà phải cho tụi nó ăn mình mới tiến hành lắp cái cây này lại được các bạn ơi. Khi đói thì chúng nó sẽ phá rất là nhiều đó. Đây là khi không đói nè. Khi đã no thì chúng nó sẽ không phá nữa. Và còn một cây nữa thôi thì sẽ sửa luôn nha các bạn. Ok, mình lại qua chuồng của mấy em Para thôi. Và chúng nó đang bắt đầu rung lắc rồi kìa. Chuẩn bị cho màn sinh sôi của hai em Para tiếp theo. Ồ, mấy con này thì cực bự rồi. Bây giờ nó sinh sản nhiều quá là mình cảm thấy cái chuồng nó rất là nhỏ các bạn ơi. Đó, cho chúng mày ăn này cu. Đó, còn bên đây một cái trứng nữa nè. Bạn có thể thấy không? Rất là nhiều luôn. Nó sinh như một cái máy vậy. Đau đầu thì chứ. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã hồi sinh xong 7 em Terichino Sarah rồi. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra đừng quên comment và chia sẻ để giúp mình có động lực làm thêm những video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.